xin vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Rồi có nhạc mới nè. Sao? Đưa nguyên một vài nhạc cụ vậy có thỏa mãn chưa Ma Siêu? Đầu tiên tôi sẽ là quánh cho các bạn nghe một đoạn. Lắc nữa nha, lắc nữa nha. Okay. Lắc nữa lại. Giống nghề mà. Giống nghề. Ma Siêu ơi, bây giờ em phải lựa chọn. Anh thấy là một là mình chọn dàn đồng ca, hai là chọn violon. Tại vì là dàn đồng ca mà đẩy cao lên thì chặn violon á, nó sẽ ồn, với cả nó không phát huy được chức năng đúng của cảm xúc của từng cái. Em nghĩ là nếu mà giữ dàn đồng ca thì giảm bớt violon, thì chỉ cho violon đánh đoạn trước đấy thôi. Đấy. Rồi có nhạc mới nè. Sao? Đưa nguyên một vài nhạc cụ vậy có thỏa mãn chưa Ma Siêu? Đầu tiên tôi sẽ là quánh cho các bạn nghe một đoạn. Lắc nữa nha, lắc nữa nha. Okay. Lắc nữa lại. Giống nghề mà. Giống nghề. Phải rằng anh đã quá lâu chẳng
Đọc đoạn này nữa đâu. Em giang tay nhìn trời. Đây để đồng ca này hay cảm xúc hơn. Ồ anh Leo có thể cho cái mic của bạn ca sĩ tăng lên được không? Em ca sĩ, em check lại mic. Em hát lại mic. Muốn đẩy cái mic của em lên. Ta thấy tâm mình đôi môi, ở trên môi nụ cười. Đúng rồi. Đừng đặt ta chẳng cắt cắt cái ấy của bạn ấy đi. Để tôi che cắt lâu cắt đi. Đâu anh nghĩ thời gian trôi đi qua nhanh như thế. Tháng năm qua còn gì trong đêm mơ bay. Đó, sáng rồi. Anh gửi lại nhạc nhé, anh gửi lại nhạc cái bản mà vocal của Ngọc anh cắt bớt EQ của cái thứ hai để cho nó đỡ chạm cái đoạn đầu. Anh không tin là anh không tán được em dễ thôi. Thế nên anh đi tới anh muốn làm quen. Và còn điều gì làm cho em lo ngại thêm Hãy để anh nắm tay đoạn đường cùng em về. Giọng đang bị hơi nuốt. Xong rồi tí nữa gặp cái kích nó bị kích nó nuốt ấy. Got
Mai ơi, con mà đi tán gái nhìn mắc cười của Mai ạ.